Thôi em xin chào quý anh chị nha. Thì hôm nay ngày này em sẽ tiếp tục lên sóng cho anh chị cái số của ngày hôm nay Phú Yên thứ hai đầu tuần đó, ngày 9/10/2023. Hôm nay số thì cũng không được nhiều, đây tổng quan bên này. Còn đây số của ngày mai Đắk Lắk nha anh chị, thứ ba. Rồi số đầu tiên là 4 5 7 5 9 2 1 8 3 5 0 0 0 9 1 7 0 0 0 9 0 2 4 5 7 4 8 0 0 9 1 1 hả? 8 9 5 9 10 9 0 7 2 6 7 2 và 7 2 6 6 7 hả? 8 9 5 8 5 hả? Hai cái nó ở quê miền Trung này thì quê em bón thì đây quý vị, miền Trung bón trúng có 2 tờ nha anh chị. Ở Sài Gòn miền Nam trúng có, hình như mình thấy trúng nghe trúng tới 10 tờ luôn anh chị đó. Bữa có hai người kia mua, là hai anh em mua mà bạn bè mua chung, người trúng 7 tờ người trúng 2 tờ thì em thấy trúng 9 tờ. Còn quê mẹ trúng đặc biệt thì trúng có 2 tờ thôi, như 2 số 0 2 số 1 nha anh chị. Ví dụ vậy, ở đây sắm 20 tờ nè, từ 0 đến 99 nó có 1 cặp giống nhau thôi nha anh chị đó. Đại thừa Thương Quế nha anh chị, Thương Quế này thứ hai luôn nè, 0 8 3 2 7 2 2 1 3 6 nha anh chị. Đây là thầy Thương Quế em có 40 tờ đó, là 2 sắp. Còn mấy cái này thì 5 tờ thôi nha anh chị. Còn Đắk Lắk, đây là Đắk Lắk nè nha anh chị đó. Có gì ngày mai em quay cho anh chị mình xem. Rồi thì những số hôm nay chưa nhiều thôi, còn mời quý vị anh chị rất là nhiều đã xem, dành thời gian xem video của em. Rồi thì cũng như thường lệ thì nha anh chị, nào có muốn mua số thì lấy trước 5:20 còn tốt đó nha anh chị. Anh chị khu vực ở khu vực là lân cận em nè, anh chị mua là em giữ số cho anh chị. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều đã xem video của em. Chúc cho anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài chiều hôm nay. Cảm ơn và cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những cái video sau nha anh chị. Rồi.